Sau 20 ngày xả nước điều tiết hồ chứa, ngày 28 tháng 10, công ty thủy điện Trị An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai ngừng xả nước qua đập tràn. Mặc dù 10 giờ mới đóng tràn, nhưng từ sớm, hàng ngàn người dân ở huyện Vĩnh Cửu và các địa phương lân cận tụ tập xung quanh bãi nước dưới chân đập tràn đợi chờ. Hầu hết mọi người chuẩn bị sẵn lưới, chai, kích điện, thuyền để săn bắt lộc trời. Ngoài ra, một số người dân hiếu kỳ xung quanh cũng kéo đến theo dõi ngày hội bắt cá. Đúng 10 giờ, công ty thủy điện Trị An đóng tràn, vùng nước rộng nhiều hecta dưới chân đập nhanh chóng rút về hạ nguồn. Các bãi đá, bụi cây dần dần hiện lên, chỉ chờ có vậy, cả ngàn người nô nức lao xuống nước bắt cá. Theo ghi nhận, nhóm xuyệt điện đi thành nhóm hoặc riêng lẻ ở các vùng nước nông phía xa chân đập, còn nhóm quăng chài, giăng lưới ở các vùng nước sâu hơn. Trong đó, có một số người trang bị áo phao, thuyền nhỏ, lưới, vợt, đánh bắt ngay dưới chân đập. Anh Hiếu, một người dân tham gia bắt cá, chia sẻ, đoạn này nước sâu, ngay dưới chân đập nên có nhiều cá lớn mắc kẹt, dễ bắt được cá khủng hơn. Khoảng 10 giờ 45 phút, những con cá chép, cá mè, cá ếch, cá lăng được đưa vào bờ, thỉnh thoảng những tiếng ồ vang lên khi một người dân bắt được con cá khủng trọng lượng cả chục ký. Theo một số người dân địa phương, dù đợt xả nước điều tiết qua tràn lần này khá lâu nhưng lượng cá không nhiều như mọi năm. Các loài cá giá trị như lóc bông, cá trèn, cá dùng rất hiếm. Phần lớn người dân bắt cá về ăn hoặc chia cho người thân, hàng xóm. Song một số người dân cũng tranh thủ dịp này bắt cá bán cho thương lái kiếm thêm thu nhập. Cá biệt, những con cá khủng, giá trị được nhiều người ra giá mua ngay khi mới bắt được. Hàng năm, thủy điện Trị An xả nước qua tràn điều tiết hồ chứa, cá từ sông Đồng Nai theo con nước ngược lên thượng nguồn. Khi đến đập tràn, cá bị chặn lại dưới chân đập không thể đi tiếp. Do đó, lúc thủy điện đóng cửa xả tràn, cá bị mắc cạn ở vùng nước phía dưới chân đập. Đây là thời điểm người dân trông chờ mỗi năm và coi đó như là lộc trời. Trước đó, ngày 8 tháng 10, công ty thủy điện Trị An tiến hành xả nước điều tiết qua tràn nhằm duy trì mực nước hồ chứa theo quy định. Sau nhiều lần tăng, giảm lượng nước xả qua tràn, đến sáng ngày 28 tháng 10, công ty đóng toàn bộ cửa xả tràn 15,